này là vào cho vào cái gì đây ạ? Vào lòng à? Lòng sao gừng. Xin chào các bạn nhé. Hiện nay tôi đang ở xóm Ba Lau thuộc thôn Ba Lẹ, Ma Lẹ. Nay tôi đi ăn cưới ở một nhà anh em dân tộc Mông nha các bạn nhé. Hôm nay nghe nói là anh gia đình là mổ một con bò và một con lợn hơn 2 tạ, rất là to luôn. Mời các bạn cùng theo dõi xem các cái phong tục cũng như là cái tục lệ cưới của người Mông ở trên này như thế nào nhé các bạn nhé. Xem cái văn hóa đám cưới ở trên này nó có khác ở dưới nơi các bạn không. Đấy. Cái thôn này rất là cao luôn đấy các bạn ạ. Đây. Gần như là ở trên đỉnh núi luôn. Tôi review cho các bạn xem nhé. Thì tôi sẽ bay flycam lên cho các bạn xem nó rất là cao luôn. Hiện nay tôi đang đứng ở lưng chừng núi. Và các bạn nhìn thấy không? Bên cạnh tôi đây thì có một cái đào rất là to. Đây gọi là cái đào cổ thụ. Đây, đã ra hoa rồi. Cái này rất là đẹp đấy. Và... bây giờ chúng ta cùng đi xem các bác bắt bò để mổ nhé. Chào bà nhá. Chị bó hay à. Đấy, bà thì không nói được tiếng kinh các bạn, hết sức thông cảm nhá. Nói chung là ở dân ở trên này con gái ngày xưa không được đi học đâu các bạn ạ, rất là khổ. Đang làm thủ tục để chuẩn bị mổ bò. Thủ tục để chuẩn bị mổ bò. Phải cúng báo tổ tiên một chút nha. Phải báo tổ tiên đấy nhà xong mới được mổ đúng không? Rồi ok, trong thời gian chờ cúng với lại làm thủ tục để mổ bò thì tôi sẽ ra đây review cho các bạn xem toàn cảnh ở khu xóm này nhé các bạn nhé. Đây gọi là cái xóm các bạn ạ, nó ở trên cao lắm, ở lưng chừng núi luôn nhé. Đấy, toàn là bà con dân bản. Đây là xóm người Mông nha các bạn nhé. Đấy. Đây là thủ tục giao bò, nhà chủ nhà giao bò cho đầu bếp đúng không? Đây là ba anh em đây là đầu bếp à? Hôm nay là chủ trì của vụ bò lợn này. Rồi, chúc thành công nhá. Đây, bây giờ chuẩn bị đi mổ bò đây. Phải trói chắc ở đây trước chứ nhỉ? Vâng. Một mình không vật nổi đâu nhỉ? Con này một mình không vật nổi đâu nhỉ? Tí nữa đá cho đấy. Buộc rồi mà. Ta sẽ chuốt tội mà chắc mà mát. Vâng mà. Thế là lê thịt. Chưa mến mà. Khôn rồi. Ôi chắc cái nhắc ạ.
phát chế không tề mù. Dạ 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 dạ. Thay cái chi tao mà. Cũng lên rồi. Chán rồi. Chát lộn. Đấy, con này đã bị bắt và đang đưa ra pháp trường đây. Đó, các bạn là xem chương trình mổ bò nhé. Xem bà con ở trên này mổ bò như thế nào. Nó sợ chạy, bò này rất là hiền nhưng mà như kiểu là nó biết trước ấy, nó biết là bị chết ra, nó rất là khó chịu và nó đi nó buồn buồn cái gì. Nói chung là con gì nó cũng có một cái giác quan thứ 6 nó biết trước rồi. Gần chục người mới khiêng được một con lợn này, hơn 2 tạ. Nó to. À, 6, 18 nhỉ. Được tạ 8 không? Ba thanh niên được tạ 8. Con lợn này nó phải gần 2 tạ đấy. Cỏ lắm nhìn đâu. Như con nghé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một mình ăn được một Âu này không? Không được. Không được à? 2-3 người. 2-3 người à? À. Vào chưa? Chưa. À, chưa. Ăn một chậu to. To này chắc phải một lúc lâu đi nhỉ? 2-3 phút. Nó hồng. Thế à? Xong món nước rắn rồi à? Để bên kia mà. Thế à, đây à? Để từ một tí xem mà. Thế gì à? Cái này, từ một tí. Thế đấy nhỉ? Bên kia. Xem nào. Ý da. Cá đấy nhỉ, ngon đấy. Đây là món pịa nhá. Đây là món pịa bò. Có đắng không? Đắng không? Cho những cái gì vào đây? Thôi, từ từ đã. Ít thôi. Không, biết rồi, không sao, em thử một tí. Em me thôi. Biết rồi. Em ăn thử quý. 2 miếng thôi. Được. 1 miếng thôi. Thử lấy hết sức can đảm mà làm 1 miếng này xem nào. Anh cứ để đấy. Đấy à. Món này căng đấy. Món pịa bò nha anh em nha. Thử một thả. Xem nó khác với lại pịa. Khác với pịa dê. Dê nó không ngon mấy đâu mà. Dê là ăn nhạt. Cũng không mùi đâu nhỉ. Không không mùi đâu nhỉ. Cái này là mới tươm. Ây à. Đắng đấy nhỉ. Được đấy. Làm miếng. Mời anh em làm món pịa nha. Ngon đấy. Pịa bò. Cho xả vào nó hợp nhất. Đây à. Được đấy. Đắng, ngon. Vừa đắng vừa ngon. Đúng là món có 102 trên thế giới nhỉ. Chỉ có Việt Nam mình mới ăn như thế này thôi anh ạ. Mình này ai nào cũng thích ăn một tí. Còn nhiều người nhìn món này không dám thử đâu. Nhưng mà thử một lần thì nghiện đấy. Nhìn nó cũng có lâu 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 thì nó thử một tí thôi. Một lần. Cứt non. Nó cứt non đấy. Wow. Thực sự là món này lúc đầu mình cũng rất là ghê nhá. Nhưng mà mình nín thở mình ăn thử thì thấy ăn rất ngon các bạn ạ. Ăn được các bạn ạ. Không sao đâu. Họ ăn hết rồi. Ai cũng ăn mà ở đây ai cũng ăn. Không sao. Mình cũng ăn. Được đấy. Món này à? Món này ăn với rượu thì thôi rồi đấy nhỉ. Thêm cái này vào à? Không, đặt cái này thì nó rơi vào rơi vào trong này. Làm làm bát đây. Yeah, đầu bếp. Đầu bếp thưởng thức đi. Em lần đầu tiên ăn cái này món này đấy. Được không? Đây là nhân tiết canh đánh tiếp vào anh ấy. Anh ơi. Đây là rang nhân tiết canh tiếp à? Món này ở trên này có hay làm không anh? Ăn được đấy nhỉ? Mổ con bò nào cũng cũng làm. Đúng không? Hoặc là món
pịa bò nhỉ. Ui, cái món này là món gì đó anh? Lộn mà. Hả? Cái này chín chưa? Chín rồi. Em làm một miếng à? Được mà cái này. Đấy. Dầu thủ kho no nhà bếp mình cũng phải nếm tí đó. Cái này. Đấy, nhiều. Đúng là thịt lợn bản được, có khác. Mình ăn được. Ừ. Đấy. Nên bản thích nhất là thái miếng thịt to nhờ. Đấy, đang bắt đầu đang làm thì cái nào to thì gắp cái đấy. Đấy. Đây các bạn thấy nhá. Đấy. Thái cỗ ở trên bản là phải miếng to. Miếng bé là người ta bảo nhà này chỉ kịp chỉ. Nhờ anh ơi. Phải thiện. Thái miếng phải ra miếng. Rất là to luôn. Anh làm món gì đấy? Tiết canh à? Cái này. À. Đây à? Mình làm mấy bát nữa anh? Làm mấy thôi không? Mình làm được nhiều thế này. À. Toàn bằng Âu nhỉ? Tiết canh bằng Âu nhá. Thịt lợn ngon quá, làm miếng nữa. Miếng nó phải mỡ mỡ này cơ. Cái bì nó dai thật. Ngon dai à? Được đấy. Không. Dai mà tính ngon. Cái bì nó dai dai giòn giòn đấy. Đây nó được có. Cho tăng chặt. Hôm nay là lần đầu tiên mình được chứng kiến cách làm cỗ của người Mông ở trên vùng cao. Có rất là nhiều thịt luôn. À. À. Cho tất vào đây à anh? Cho tất vào đây đánh một chậu này á? Ây à, thế tí cứ thế là chén luôn thôi đúng không? Ây dạ. Ừ. Nhưng mà cái này là nước lã hay là nước lọc ấy? Nước lọc. Hả? Nước lọc. Nước lã à? Ây dạ. Có ổn không đấy? Ở trên này toàn chơi nước lã rồi, tiết canh đánh bằng nước lã rồi đúng không? Ây da. Cái này phải bụng khỏe mới chơi được đấy. Ừ. Không phải dạng vừa đâu. Úi, tiết canh đánh bằng chậu. Quá là ác luôn. Đây là món đậu phụ nhà khác làm ấy nhỉ. Cứ thế này là ăn là có phải rán không anh? Không cần rán à? Bây giờ là ăn được luôn rồi à? Bây giờ ăn được nó chín rồi cái này. À. Giờ mình chấm có lúc chấm được cái này muốn ăn được mà. Thế à? Chín rồi. Chín xong rồi đấy đúng không? Xong rồi. Làm một tí đi luộc ăn. Ăn gì bây giờ em đi luộc à? Đi luộc rồi. Trần quá à? Đi luộc thì nó mốc để ăn. À. Đậu phụ bản nhỉ. Làm này đẹp đấy nhỉ, đậu phụ này ngon đấy. Biết làm mới là làm được như này đấy nhỉ. Không biết làm nó không đông đâu nhỉ. Không biết làm nó có ăn nó vẫn không ngon đâu mà. Đậu phụ. Đậu tương này nhỉ. Món đậu phụ luộc à, cho cả muối vào cứ đun như này thôi đúng không? Tí là cho ra làm canh luôn, ăn với mèn mén được nhỉ? Tí đây nước canh này làm mèn mén luôn đúng không? À, chan mèn mén luôn à? À không cho mì chính à? Một số không ăn, tí là mốc cha thì ai ăn thì ai. À. Tức là mình chỉ cho muối thôi chứ chưa cho mì chính đúng không? Có nhiều người không ăn mì chính à? À, không ăn mì chính là tốt đấy. Ăn mì chính nhiều là giòn xương đấy. Nhè. Yeah. Cúng chưa? Cái này cúng chưa? Có bằng này thôi à? Cúng chỉ bằng này thôi à? Không có bảy mâm nữa kìa. À, có mỗi ba bát này thôi, một bát mèn mén, một bát canh.
Đây là một bát thịt à. Cái rượu nữa nhỉ. Thuốc lào. Đây là cái lễ cúng. Đây gọi là cúng gì em? Cháu. Cái này gọi là cúng gì? Cúng cúng báo tổ tiên hay gì? Quay video này. Cơm à? Ừ, ăn đi. Yeah. Trẻ con thấy đông lắm mà. Đi đâu hết rồi? Nó không ăn à? Đi về nhà. Đấy, trưởng bếp bây giờ mới được nghỉ ngơi để hút thuốc lào đấy. Nhè. Đấy, mấy anh đầu bếp này mổ bò. Tôi bò tả chửi chung nhà. Đấy, bay cho anh hút một bi thế nào. Đấy. Anh em lên vùng cao phải hút thuốc lào nhá, thuốc lào để cho ấm. Đúng đúng rồi. Ừ. Không lạnh lắm. Lạnh lắm. Tôi phải mặc áo rét đây này. Ờ đây à. Đấy. Làm bi cho nó ấm nhỉ. Đúng rồi. Có sợ say không? Say đấy. Say à. Thử làm bi xem có say không nhá. Ngon đấy. Thế học ta rồi. Ngon đấy. Ờ. Lâu không hút rồi. Ở đây à? Hút nó bị sặc. À. Mà kỵ. Ồ.
Say rồi đấy. Đâu hút hút say đấy. À đây. To rồi. Rồi rồi. Chưa được rồi. Ừ. À, rồi rồi. Hậu vào. Đây. À. Cái này là đỗ tương, giá đỗ. Món này món giá đỗ xào. Cây bí rau. Tẩu chúa. À không, cái này là đậu cậu, tương. Cậu. Đậu. Cậu. Đậu cậu á? Đậu cậu. Đậu cậu. Đậu cậu. À. Thế là tiếng Mông mình à? À. Đậu cậu. Đậu cậu. Đậu cậu. À. Là đỗ giá, giá đỗ, đỗ tương đấy. Cái này là bằng đỗ tương nha. Mọi người nhá. Này, ăn rất là ngon đấy nhỉ. À, các bà các bác nhá. Món này được chưa anh? Món đậu chúa này được chưa? Chín mà. Chín xong rồi đúng không? Hai ba người chưa về nó. À. Rồi. Bây giờ đi chín rồi. Không, như này là được rồi đúng không? À, đây. Đây là cái đậu lúc nãy xào đây. Nó ngại hả? Ca chị ca. Tất cả mềm mén ra cho vào một âu ăn chung. À. Rồi, như vậy là sau một thời gian mổ bò và chế biến các món thì bây giờ mâm cỗ đã được bày lên rồi các bạn ạ. Đấy, đây là mâm cỗ để mời khách nha các bạn nha. Đấy, khách mới được dùng mâm để mời thôi. Đấy, còn anh em trong nhà trẻ con ấy thì không có mâm đâu, chỉ có âu với lại chia các phần ăn cho từng người một như lúc nãy chúng ta vừa xem mấy cháu nhỏ ăn ấy. Đấy. Về mâm cỗ thì gồm có 6 món chính các bạn ạ. Đấy, gồm có canh và bịa bò, thịt lợn, thịt bò xào, đậu phụ và đỗ xào và mèn mén nhé, tí mới được đem ra. Đấy, với lại một bát canh rau cải nữa, tí mới mang ra. Đấy, để mời khách. Rồi, như vậy là tôi xin phép kết thúc video tại đây. Và các bạn nếu thấy hay thì like, share, chia sẻ nhé.
Rồi, mời các bạn ăn cơm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.